Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hai tuần vừa rồi mình không có đăng video do là YouTube hạn chế một số cái tính năng. Thực ra là muốn đăng video nhưng mà cũng không có đăng được. Cho nên là hôm nay mình ra video mới. Mong là các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là like video, comment hoặc share giúp mình nhé. Do là thời gian vừa qua mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn. Và đa số các bạn đều chung một câu hỏi. Đó là làm thế nào để kiếm tiền từ tiếp thị liên kết nói chung và Asset Trade nói riêng. Thì thực ra thì mình làm rất là nhiều video hướng dẫn về cách kiếm tiền rồi. Thì trong video này thì mình sẽ tổng hợp lại những cách mà mình đã làm, đã áp dụng và có kết quả. Và mình sẽ hướng dẫn lại các bạn ha. Đối với cái hình thức kiếm tiền này á, nếu các bạn làm nghiêm túc á, thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền một cách thụ động. Kiếm tiền thụ động ở đây có nghĩa là các bạn sẽ làm việc trong một cái thời gian đầu thôi. Và sau đó các bạn có thể làm ít đi. Hoặc là thậm chí các bạn không làm việc thì tiền vẫn tự chạy vào tài khoản ngân hàng các bạn. Tuy nhiên khi các bạn làm cái lĩnh vực này á, các bạn cần phải chuẩn bị tinh thần là các bạn cần phải có thời gian và cần phải kiên trì. Tại vì công việc này các bạn không thể nào mà kiếm tiền được một cái số tiền lớn trong một cái thời gian ngắn được. Đó, các bạn cần phải kiên trì. Nếu các bạn bỏ giữa chừng thì tất nhiên là bạn sẽ không có kết quả nào cả. Kiếm 1-2 triệu một tháng với cái hình thức này á, thì nó dễ. Nhưng mà kiếm được vài chục triệu tới hàng trăm triệu á, thì các bạn cần phải bỏ thời gian nhé. Và cả công sức của bạn nữa. Cái cách kiếm tiền Asset Trade từ cơ bản thì mình cũng có nguyên một bài viết hướng dẫn rồi. Nếu các bạn chưa xem cái bài đó thì các bạn có thể nhấp vào cái link mình để dưới phần mô tả nhé. Trong đó thì mình có hướng dẫn các bạn cái cách kiếm tiền từ cơ bản tới nâng cao. Và trong video này thì mình sẽ tổng hợp lại ha. Mình sẽ chỉ cho bạn cái cách mà mình đã làm và đã đạt kết quả. Và cách làm của mình ở đây á, là hoàn toàn miễn phí nhé. Các bạn không cần phải bỏ tiền chạy quảng cáo. Mình biết là ngoài kia có rất là nhiều bạn chạy quảng cáo và thu nhập rất là cao. Nhưng mà mình thì không chạy quảng cáo. Mình chỉ làm trên các kênh kiếm tiền miễn phí thôi. Mặc dù là doanh số chưa thực sự là nhiều. Nhưng mà các bạn có thể hiểu là mỗi tháng không cần phải làm việc nhưng mà tài khoản vẫn tăng. Thì đó là điều mà mình cảm thấy rất là tốt rồi. Với lại á, các bạn mới đầu các bạn tham gia, các bạn chưa có vốn mà các bạn chạy quảng cáo thì nó sẽ không phù hợp. Nếu bạn chạy quảng cáo mà có kết quả thì tốt, nhưng mà nếu không có kết quả thì các bạn sẽ rất là dễ nản. Đó, cho nên là tốt nhất là các bạn nên làm cái hình thức kiếm tiền miễn phí trước. Thì bạn nào mà muốn làm traffic tự nhiên và có thu nhập thụ động thì các bạn có thể xem tiếp video này của mình. Asset Trade thì thực ra không phải là cái công việc chính của mình. Mình chỉ là làm thêm thôi. Còn nếu mà thực sự các bạn muốn chuyên tâm vào công việc này thì mình nghĩ là cái lĩnh vực kiếm tiền từ tiếp thị liên kết nói chung á, chứ không phải là chỉ riêng Asset Trade nhé, là một cái con đường đi rất là tốt. Tại vì khi tham gia tiếp thị liên kết á, các bạn sẽ có rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là các bạn có thể kiếm tiền thụ động mà các bạn không cần phải bỏ vốn này, không cần phải chăm sóc khách hàng, không phải lo tồn hàng, vân vân. Đối với hình thức này các bạn có thể bán hàng trăm hàng ngàn sản phẩm mà không cần phải sở hữu sản phẩm dịch vụ ha. Đó, và các bạn có thể làm việc hoàn toàn tự do về thời gian, tự do về không gian. Các bạn có thể làm việc ngay cả khi các bạn đi chơi hoặc đi du lịch. Đó, không nhất thiết là các bạn phải đến công ty giống như là các cái công việc truyền thống, như là nhân viên văn phòng hay là công nhân ha. Đó, các bạn có thể làm việc bất cứ nơi đâu các bạn thích. Và cái thu nhập thì sẽ không giới hạn ha. Ví dụ các bạn làm công ty thì thu nhập một tháng bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà các bạn làm cái ngành này thì cái thu nhập các bạn sẽ tùy vào năng lực của bạn, nó sẽ không giới hạn ha. Thêm vào đó, khi bạn tham gia hình thức này á, thì các bạn sẽ có cái cơ hội để mình có thể tiếp cận với những cái hình thức kiếm tiền mới. Đó, và cái kỹ năng làm marketing của bạn á, sẽ được nâng cao lên. Sau này cho dù là các bạn không làm affiliate nữa, các bạn không làm tiếp thị liên kết nữa, thì các bạn vẫn có thể áp dụng những cái kiến thức, những cái kỹ năng từ bên tiếp thị liên kết qua cái mô hình kinh doanh của bạn ha. Và cái mô hình này theo mình thấy thì hiện tại rất là nhiều người làm và có thu nhập rất là tốt. Trong tương lai thì nó sẽ còn phát triển nữa. Ở đây mình không nói Asset Trade nhé, mà mình nói những cái nền tảng khác, không phải là chỉ riêng Asset Trade đâu thôi. Rồi thì để cho các bạn biết là lĩnh vực này có thực sự kiếm được tiền hay không, thì mình sẽ cho các bạn xem cái thu nhập tháng vừa rồi của mình ha. Để cho bạn có niềm tin thôi, chứ thực ra là cái thu nhập của mình nó không có cao. Ở ngoài kia có rất là nhiều người thu nhập cao hơn mình nhé. Nhưng mà cái đặc biệt của thu nhập này của mình là mình không có làm. Tức là mình chỉ làm 3 đồng một lần thôi, sau đó thì mình sẽ để cho nó tự động chứ mình không có tham gia vào nữa. Đó, thì đây là thông báo của Asset Trade gửi cho mình tháng 11 vừa rồi ha. Mình sẽ nhấp vào cho bạn xem. Đây,
Asetrade kính gửi doanh thu tháng 11. Tổng hoa hồng được duyệt tháng 11 là 30 triệu, thuế thu nhập cá nhân là 3 triệu. Và tổng tiền thực nhận là 27 triệu này. Đó. Khi các bạn tham gia vào các hình thức kiếm tiền online trên mạng thì các bạn phải chịu một cái mức thuế, đó là thuế thu nhập cá nhân nhé, là 10%. Chỉ cần các bạn có thu nhập trên 2 triệu là các bạn phải chịu thuế rồi. Đây là thu nhập tháng vừa rồi của mình, tháng 11 vừa rồi ạ. Tuy nhiên không phải tháng nào cũng nhận đúng số tiền này nhé, có tháng thì ít hơn, có tháng thì nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái số tiền này không có tốn chi phí của mình. Nếu các bạn tập trung làm tiếp thị liên kết, mình nghĩ là cái số tiền các bạn kiếm được nó sẽ nhiều hơn ở đây. Thì tùy vào khả năng của mỗi người thôi. Thì trong AssetTrade hoặc là các cái nền tảng khác á, ở đây thì mình lấy ví dụ về cái nền tảng AssetTrade và về chiến dịch thương mại điện tử hoặc là chiến dịch tài chính để làm ví dụ cho bạn. Còn các bạn thích chạy chiến dịch nào thì các bạn có thể áp dụng theo cái cách thức mà mình đang làm để có thể làm theo. Ngoài AssetTrade ra còn có rất nhiều cái mảng tiếp thị liên kết khác như là mạng Offer, Affiliate, FBA, v.v. cũng là những nền tảng kiếm tiền rất là lâu rồi. Các bạn không làm AssetTrade thì bạn có thể tìm hiểu các nền tảng khác. Đó, và trong đó thì có rất là nhiều cái lĩnh vực. Ví dụ như là chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe sinh lý, đồ gia dụng. Và các bạn có thể lựa chọn một cái hình thức để mình tham gia kiếm tiền. Rồi, thì cái cách chạy của mình rất là đơn giản thôi. Để mà có được nguồn thu nhập thụ động á, các bạn cần phải kết hợp quảng bá sản phẩm dịch vụ trên tất cả các nền tảng, đa nền tảng nhé. Và các bạn sẽ liên kết chúng lại với nhau. Các bạn đừng có làm riêng lẻ một nền tảng, mà các bạn nên kết hợp chúng lại với nhau. Và tất cả phải là tự động, tất cả phải làm tự động nhé. Các bạn không cần phải ngồi đó để mà trực khách hàng hay là gì hết. Đây thì ở đây mình sẽ lấy một cái, mình sẽ vẽ ra để cho bạn xem là cái cách kiếm tiền như thế nào. Và ở đây mình lưu ý nhé, đa số là những bạn mới tham gia, các bạn hay đăng bài trên Facebook cá nhân hoặc là trên Zalo, thì thực ra cái cách này nó sẽ không có hiệu quả đâu. Tại vì trên Facebook cá nhân và trên Zalo thì đa số là những người thân quen các bạn, mà những người thân quen thì người ta sẽ không có mua hàng lâu dài được, người ta sẽ không mua hàng lâu dài, hoặc là người ta không sử dụng cái dịch vụ của bạn lâu dài được, mà các bạn có thể chỉ bán được một hai lần đầu thôi. Đó, có nghĩa là cái khách hàng các bạn sẽ bị hạn chế, các bạn không nên chạy trên đó. Đó, riêng Facebook cá nhân và Zalo thì mình khuyên các bạn không nên chạy trên đó nhé. Nếu mà các bạn chạy trên Facebook thì các bạn nên chạy fanpage hoặc là các cái group, các hội nhóm. Còn chạy Facebook cá nhân thì không nên ha. Facebook cá nhân có nghĩa là trang cá nhân các bạn á, còn fanpage có nghĩa là một cái cửa hàng về sản phẩm dịch vụ nào đó, hoặc là các bạn có thể chạy trong các cái hội nhóm, group. Đây thì mình sẽ vẽ ra cho bạn xem luôn. Đầu tiên, đối với những bạn mới tham gia thì các bạn nên chạy cho mình. Đây, các bạn nên chạy cho mình ở trên Facebook, nhưng mà không phải là Facebook cá nhân. Facebook nhưng mà không phải là Facebook cá nhân nhé, mà là fanpage. Mà là fanpage nhé. Fanpage hoặc là group. Đây này là những cái gì mình đang làm là mình chia sẻ lại cho các bạn nhé. Cho dù là các bạn mới bắt đầu hoặc là các bạn đang làm lâu rồi thì bạn cũng nên kết hợp cái hình thức này. Facebook, trong Facebook thì các bạn nên làm fanpage hoặc là group, chứ đừng làm Facebook cá nhân nhé. Thứ hai là các bạn cần phải có một cái website. Đó, thứ hai là các bạn cần phải có website. Rồi, và thứ ba là các bạn cần phải có một cái nền tảng video. Video ở đây có thể là TikTok hoặc là YouTube. Đó, các bạn phải kết hợp các hình thức này và liên kết chúng lại với nhau. Đó ha, khi bạn làm tiếp thị liên kết hoặc là các bạn đang làm bất cứ lĩnh vực nào thì các bạn cần phải quảng bá sản phẩm dịch vụ của bạn trên các cái nền tảng này. Hiện tại đây là những cái nền tảng phổ biến ở trên internet ha. Đây là ba cái kênh chính mà các bạn nên làm. Thực ra thì những cái này mình đã hướng dẫn hết rồi, nhưng mà mình chưa có làm lại một cách hệ thống cho bạn thôi, thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn ha.
Thì trong cái Facebook này á, các bạn sẽ có fanpage. Các bạn bán sản phẩm dịch vụ nào thì các bạn sẽ tạo cái trang fanpage của dịch vụ đó. Đó, đầu tiên là fanpage và group. Rồi, thì cái trình tự các bạn làm như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ tiến hành chạy trên Facebook trước. Những bạn mới tham gia thì các bạn nên chạy trên Facebook trước. Tại vì chạy Facebook thì nó sẽ dễ kiếm khách hàng dễ hơn so với làm trên website và trên video. Tại vì hai cái phần dưới này là các bạn cần phải đầu tư một chút về kiến thức. Còn Facebook thì đã quen thuộc với nhiều người rồi. Các bạn bán sản phẩm dịch vụ gì thì các bạn có thể tạo một cái trang fanpage về cái sản phẩm dịch vụ đó. Ví dụ các bạn chạy chiến dịch tài chính thì bạn sẽ tạo ra những cái fanpage, ví dụ như là fanpage về cho vay tiền, hoặc là fanpage mở thẻ online, mở thẻ tín dụng, mở thẻ ATM vân vân. Hoặc các bạn có thể chạy riêng một cái sản phẩm nào đó thì các bạn có thể tạo ra một cái trang fanpage mang cái tên sản phẩm đó luôn. Đó. Hoặc là nếu các bạn chạy về cái dạng fanpage tổng hợp nhiều cái sản phẩm dịch vụ á, thì các bạn có thể tạo ra những cái fanpage đặt cái tên nó chung chung một chút. Đấy, ví dụ như là mua hàng chính hãng này, rồi mua sắm thông minh này, vân vân. Ở đây là mình gợi ý thôi nhé, còn tùy các bạn nữa. Cái cách làm fanpage thì mình có hướng dẫn các bạn rồi nhé. Các bạn có thể xem lại video hướng dẫn ở dưới phần mô tả của mình. Thì đây là quy trình để các bạn có thể chạy chiến dịch với một cái trang fanpage. Đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho mình một cái trang fanpage và tối ưu cho cái trang fanpage đó. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành đăng bài thường xuyên. Rồi sau khi đăng bài xong thì các bạn sẽ tiến hành tạo cho mình cái chatbot. Chatbot là một cái công cụ để mà mình có thể chăm sóc khách hàng tự động. Khi mà khách hàng vào fanpage của mình và nhắn tin thì chatbot sẽ thay bạn trả lời cho khách hàng. Các bạn không cần phải ngồi tư vấn ha. Đó. Và sau khi bạn đã hoàn tất các cái bước tạo fanpage, đăng bài chatbot xong rồi thì bạn sẽ tiến hành dùng cái fanpage tham gia nhóm. Fanpage nó sẽ cho phép các bạn tham gia nhóm giống như là trang cá nhân á, thì các bạn sẽ tham gia nhóm. Và khi các bạn tham gia nhóm thì các bạn sẽ tương tác với những khách hàng ở trong các cái nhóm đó. Và các bạn sẽ tiến hành đăng bài hoặc là tìm cách để mà đưa khách hàng về cái Facebook của bạn, về cái fanpage của bạn để mà khách hàng có thể mua hàng trên đó. Hoặc là nếu mà khách hàng vào nhắn tin thì chatbot sẽ thay bạn trả lời. Cái cách làm fanpage và làm chatbot và dùng chatbot tham gia nhóm thì mình đã có video hướng dẫn rồi. Các bạn có thể xem lại cái phần hướng dẫn ở dưới mô tả của mình nhé. Ở đây mình sẽ lên Facebook để mình lấy ví dụ cho bạn xem chatbot là như thế nào ha. Fanpage thì chắc là các bạn biết rồi đúng không? Khi mà các bạn chạy một cái chiến dịch nào đó thì các bạn nên tham khảo những cái người đang làm chiến dịch đó. Ví dụ như khi các bạn chạy chiến dịch về vay tiền đúng không? Vay tiền thì bạn sẽ vào gõ từ khóa vay tiền này, rồi các bạn sẽ tìm cho mình trang. Rồi. Ở đây có rất là nhiều cái trang cho vay ha, thì các bạn có thể tham khảo những fanpage của người ta. Ở đây là mình lấy ví dụ chiến dịch tài chính nhá, còn những chiến dịch tương tự, những chiến dịch khác các bạn làm tương tự ha. Đây. Các bạn sẽ xem cái cách đăng bài của người ta. Vào cái phần nhắn tin xem ở đây người ta có làm chatbot không nhé. Đây này, ở đây người ta cũng có làm chatbot này. Thì mình xem là cái cách người ta chăm sóc khách hàng như thế nào thì mình có thể làm chatbot tương tự như người ta đó. Đây. Ở đây là người ta đưa một cái đường link. Đây, khi mà mình nhấn bắt đầu thì chatbot sẽ tự động trả lời ha. Bạn có muốn xem thông tin các gói vay không? Rồi ví dụ như khi mà mình đọc như vậy thì mình sẽ nhấn vào có, tôi muốn xem. Sau đó thì chatbot này nó sẽ tự động trả lời này. Đó. Rồi nó đưa ra các cái gói vay này. Đây, gói 1, gói 2. Rồi, ví dụ tôi muốn xem gói 1. Đây nó lại dẫn mình sang một cái trang fanpage khác. Sao nó làm nhiều fanpage vậy ta, rối quá. Đây đều là
Khi mà mình chạy trên fanpage thì đa số là mình sẽ tạo chatbot và người dùng sẽ tự đăng ký ở trên này. Đây vừa nhấp vào đây thì nó sẽ ra cái đường link để mà mình tiến hành đăng ký này. Đấy thì đây là một cái ví dụ để cho bạn hiểu chatbot là như thế nào thôi. Đây hoặc đây cũng là một cái trang chatbot này. Đó thì khi bạn chạy chiến dịch thì các bạn nên tham gia, nên tham khảo những cái trang fanpage của người ta. Hoặc là các bạn làm dịch vụ khác thì các bạn có thể gõ theo cái từ khóa dịch vụ các bạn đang làm nhé. Ở đây là mình đang nói cái hình thức kiếm tiền miễn phí nhé. Còn mà cái hình thức chạy quảng cáo thì sẽ không phù hợp với những bạn mới tham gia. Tại vì mới tham gia mà chạy quảng cáo thì sẽ tốn chi phí. Thứ nhất là tốn chi phí. Nếu mà các bạn không có kết quả mà tốn chi phí thì sẽ khiến các bạn nản ha, các bạn sẽ bỏ cuộc. Đây chỉ là ý kiến của mình thôi nhé. Tại vì mình thấy bây giờ cái chi phí chạy quảng cáo rất là cao, cho nên là mình khuyên các bạn mới tham gia các bạn không nên chạy. Còn nếu mà các bạn đã có kinh nghiệm chạy rồi, đã có kinh nghiệm chạy trước đó rồi và đã ra đơn rồi thì các bạn vẫn chạy bình thường. Đó. Tiếp theo khi bạn đã hoàn thiện cái phần này rồi, đã hoàn thiện Facebook fanpage chatbot rồi thì các bạn sẽ tiến hành làm cho mình một cái website, và trên cái website này cũng tích hợp chatbot luôn, cũng tích hợp cái tin nhắn ạ. Đây mình lấy ví dụ như các bạn làm website rồi, trên website các bạn cũng có cái phần nhắn tin này, để khi mà khách hàng vào website các bạn đọc bài viết thì cái phần chatbot ở trong cái thì cái con chatbot sẽ tự động trả lời, các bạn không cần phải trả lời ha. Đó thì cách tạo website thì mình cũng có video hướng dẫn rồi, các bạn có thể xem lại video hướng dẫn. Hoặc là trên website của mình có một số cái mẫu giao diện website, các bạn có thể tham khảo trên này. Website các bạn cũng tích hợp cho mình chatbot vào nhé, tích hợp chatbot, tích hợp Messenger á. Messenger, Messenger mà có chatbot á, chatbot. Và website này thì các bạn sẽ làm gì? Cái website này á thì các bạn sẽ, đây ví dụ như website tài chính này, đây mình sẽ cho bạn xem một cái mẫu website tài chính ha. Đây thì đây là cái mẫu website demo. Thì ở trong cái website này các bạn sẽ hướng dẫn khách hàng vay tiền và các bạn sẽ để các cái gói vay trong này. Và các bạn sẽ tích hợp cho mình một cái ô chat ở đây nữa. Đây cái website này demo cho mình chưa có tích hợp cái ô chat ha. Các bạn sẽ tích hợp cái ô chat giống như bên cái giao diện này. Đó. Và khách hàng có thể lựa chọn các khoản vay trong này. Khách hàng có thể đăng ký các khoản vay trong này, hoặc là người ta có thể đọc những cái bài viết hướng dẫn về cách vay tiền. Đó. Rồi, còn khi khách hàng cần tư vấn thì người ta sẽ nhắn tin vào đây này. Và lúc đó chatbot sẽ tự động trả lời, bạn không cần phải trả lời nữa. Đó. Đó là về website. Website thì bạn cần phải học SEO. SEO tức là SEO bài viết lên top Google á. SEO bài viết lên top Google. Ví dụ như khi khách hàng tìm kiếm một cái từ khóa nào đó lên trên website thì website các bạn đứng top đầu. Ví dụ như là mua máy sấy tóc đi. Máy sấy tóc. Đó, SEO có nghĩa là cái, đây là cái phần quảng cáo nhé, quảng cáo thì mình sẽ không nói. SEO có nghĩa là khi mà khách hàng tìm kiếm cái từ khóa nào mà website của bạn đứng đầu thì có nghĩa là SEO. Đó, ví dụ như những cái website này làm review rất là tốt luôn. Website này đứng top rất là nhiều từ khóa này. Đó. Và khi mà các bạn viết bài á, thì các bạn sẽ hướng khách hàng đến các cái cửa hàng ở trên Shopee hoặc là Lazada để mà người ta mua hàng này. Đây, sản phẩm đang sale này, buy now. Đây là đang tiếp thị cho bên Tiki ha. Đây, Tiki này. Đó, khi mà khách hàng vào website các bạn đọc thông tin ở trong này và tiến hành đặt mua sản phẩm ở trên này thì các bạn sẽ có hoa hồng ha. Đó. Rồi, thì đó gọi là sale. Đối với sale này á thì đây là một nguồn thu nhập hoàn toàn thụ động và bền vững luôn. Khi cái bài viết các bạn đã lên top Google rồi ấy, thì các bạn không cần phải làm việc nữa. Các bạn không cần phải làm nữa mà tiền vẫn tự chạy vào túi các bạn. Khách hàng cứ vào đây đọc thông tin rồi người ta nhấn mua hàng thôi. Đó.
Thì hình thức qua sàn này rất là nhiều người làm đó. Đây là kênh kiếm tiền lâu dài. Bạn nào muốn làm lâu dài thì bạn cần phải có một cái website. Khi mà có website thì các bạn cần phải biết những kỹ năng về SEO, về SEO. Các bạn có thể tự viết bài hoặc các bạn có thể thuê người khác. Tuy nhiên, mặc dù các bạn thuê người khác viết nhưng mà các bạn cũng phải biết các cái kỹ năng về SEO, về SEO để mà kiểm soát được cái bài viết của những cái người cộng tác viên. Tại vì không phải cộng tác viên nào người ta cũng biết về SEO nhé. Cho nên là các bạn cần phải trang bị kỹ năng về SEO. Cho dù là các bạn thuê người viết bài nhưng mà cái bài viết đó nó không chuẩn SEO thì nó sẽ không có tác dụng gì hết nhé. Các bạn nào mà muốn làm lâu dài với hình thức tiếp thị liên kết, hoặc là cho dù các bạn làm kinh doanh bất cứ sản phẩm nào, dịch vụ nào, thì các bạn cũng nên có một cái website ha. Và một cái website thì thực ra nó không có tốn chi phí quá nhiều. Đối với mình thì mình không cho rằng website là một cái khoản chi phí, mà đối với mình là một cái khoản đầu tư. Tại vì khi các bạn đã có website rồi thì các bạn mới có khả năng kiếm được tiền thụ động nhé. Thực ra thì có tốn phí nhé, nhưng mà cái phí của nó không nhiều. Như mình đây thì mình chỉ bỏ ra một khoản chi phí cho tên mình hosting thôi. Còn những khoản khác như là bài viết hoặc là sale thì mình sẽ tự làm. Đó, thiết kế thì mình cũng tự làm luôn. Ngoài ra khi bạn có website thì bạn sẽ có rất là nhiều lợi thế. Các bạn sẽ không bị phụ thuộc vào các cái nền tảng. Ví dụ như trên Facebook á, nếu bạn chạy Facebook mà các bạn vi phạm chính sách của Facebook thì Facebook có thể khóa fanpage của bạn lại. Tuy nhiên thì website thì các bạn sẽ không có những vấn đề đó ha. Các bạn sẽ toàn quyền sử dụng cái website của mình. Đó. Thì việc có một website là việc rất cần thiết ha. Rồi tiếp theo cái nền tảng cuối cùng đó là nền tảng video. Và trong cái nền tảng video này thì sẽ có TikTok và YouTube. Đối với kênh video thì các bạn sẽ tạo ra những cái video dạng review hoặc là dạng hướng dẫn. Ví dụ kênh tài chính thì bạn sẽ hướng dẫn người ta vay tiền. Còn kênh thương mại điện tử thì sẽ hướng dẫn người ta sử dụng một cái sản phẩm nào đó. Và trong YouTube thì các bạn cũng có thể đặt link về fanpage, đặt link về website. Đặt link về fanpage thì có chatbot tự động trả lời. Đặt link về website thì người ta sẽ đọc bài viết và cũng có chatbot ở trên đó luôn. Đó. Ví dụ như đối với những kênh này người ta cũng làm review rất là ok. Đây. Đây ví dụ như kênh này người ta cũng làm review về giày. Đây là review về thương mại điện tử, cho nên là người ta liên kết về Shopee để mà bán hàng trên đó. Và thêm vào đó thì bạn nên để link fanpage, link Instagram, TikTok, rồi website của bạn vào đây ha, để người ta có thể tham khảo thêm. Đối với mảng thương mại điện tử thì có cái đường link sản phẩm, còn đối với tài chính thì các bạn nên để link về, một là các bạn có thể để link vay tiền ở đây luôn cũng được, và hai là các bạn có thể để link về website, thì tùy các bạn ha, tùy vào mục đích của bạn nữa. Đây, ở đây người ta có để link về Shopee này, nhấp vào đây là về link Shopee này. Đó, khi mà khách hàng mua trên này thì cái bản mà làm video hướng dẫn thì người ta sẽ có tiền. Và video thì các bạn chỉ cần làm một lần thôi. Các bạn làm một lần, đăng video lên YouTube và tối ưu SEO cho nó thì cái thu nhập của bạn là mãi mãi luôn. Khi các bạn làm kênh video, làm mảng video thì các bạn nên tham khảo những cái kênh làm review như vậy ha. Các bạn nên tham khảo những kênh này, học cái cách làm video của người ta. Người ta làm được thì mình cũng làm được thôi. Còn đối với TikTok ha, TikTok thì các bạn có thể gõ cái từ khóa là review này. Thì có rất là nhiều cái có rất là nhiều kênh làm về review. Ví dụ như kênh này đi. Đây. Đây người ta review rất là nhiều sản phẩm ha. Giáng sinh tặng quà gì để được xếp hình? Giáng sinh tặng quà gì để được phối màu hình của cơ? Đây và trong cái trang cá nhân người ta này. Thì người ta sẽ để cái đường link ha, đường link mua hàng này. Người ta sẽ tổng hợp các cái sản phẩm ở trong một cái đường link. Đây. Tất nhiên là làm những video như vậy thì các bạn cần phải đầu tư về thời gian và đầu tư về sản phẩm nữa nhé. Đây vừa nhấp vào đây xem. Đây người ta cũng bán hàng ở trên Shopee này, làm tiếp thị liên kết trên Shopee ha. Rồi, các bạn có thể tham khảo những kênh khác, ví dụ kênh này đi. Đây. Trong này cũng để cái đường link này.
Đây đường link website á. Khi mà khách hàng vào TikTok thì người ta sẽ xem những cái sản phẩm ở trong cái đường link này và người ta sẽ đặt hàng. Đây. Trong này rất là nhiều sản phẩm ha. Thì các bạn có thể học theo cách làm video của những cái kênh này để các bạn có thể kiếm tiền. Đó, thì các bạn muốn làm lâu dài thì bạn nên kết hợp những hình thức này. Đối với lĩnh vực tài chính thì theo mình thì các bạn nên làm Facebook, sau đó thì làm website và làm video. Còn đối với các cái trang thương mại điện tử thì các bạn có thể làm video rồi làm website và kết hợp với Facebook ha. Ở đây là cái ý kiến của mình thôi, chứ không phải là các bạn phải làm theo như vậy. Thực ra thì mỗi người sẽ có một cái thế mạnh riêng, thì các bạn nên biết được cái thế mạnh của bạn là gì, thì các bạn có thể đầu tư kênh đó, phát triển kênh đó mạnh hơn các cái kênh khác. Đó. Nếu các bạn là người mới bắt đầu thì các bạn nên theo dõi những người mà đứng top trong các cái lĩnh vực đó nhé. Các bạn có thể theo dõi người ta và xem cách thức người ta làm việc như thế nào, các bạn có thể học theo. Và các bạn đừng có nản nhé. Khi các bạn kiếm tiền hình thức này thì các bạn cần phải kiên trì. Các bạn làm 1-2 bữa không có kết quả, các bạn nản rồi ạ. Thì thực ra là các bạn vẫn có kết quả, nhưng mà kết quả ở đây là không có kết quả nào. Đó, thì các bạn cần phải kiên trì với hình thức kiếm tiền này ha. Rồi, thì tóm lại hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách thức để mình có thể kiếm tiền thụ động từ hình thức tiếp thị liên kết nói chung, hoặc là cái asset trade nói riêng. Ba cái kênh mà mình hướng dẫn các bạn hồi nãy giờ thì các bạn chỉ cần làm một lần thôi và cái nguồn thu nhập của bạn là mãi mãi. Ví dụ như các bạn tạo fanpage thì các bạn cũng chỉ tạo một lần thôi, sau đó các bạn sẽ tạo chatbot cho cái trang fanpage rồi fanpage sẽ tự động trả lời. Còn website thì các bạn cũng chỉ làm một lần thôi, đầu tư ban đầu một lần rồi các bạn sẽ viết bài rồi share bài viết lên top, rồi cái bài viết đó sẽ mang doanh thu về cho các bạn hàng tháng. Và video cũng vậy, các bạn chỉ cần làm video một lần thôi và cái video đó sẽ mang về cho bạn nguồn thu nhập thụ động hoàn toàn luôn. Thì đó là ba cái nền tảng mà mình khuyến khích các bạn nên tham gia để kiếm tiền. Rồi, thì video hôm nay của mình dừng lại tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn còn bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share video ủng hộ mình nhé.